Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 11 tháng 3, so với các tỉnh miền Đông Nam Bộ thì thời tiết khu vực tỉnh có mức nhiệt thấp hơn khoảng 2 đến 3 độ. Một số tỉnh miền Đông Nam Bộ hôm nay tiếp tục duy trì nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 34 đến 36 độ, còn tại khu vực tỉnh mức nhiệt cao nhất chỉ từ 31 đến 33 độ. Toàn tỉnh tiếp tục duy trì thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp càng khiến không khí trở nên oi bức. Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ xuất hiện vào thời tiết trưa chiều, thời điểm sáng sớm và tối nhiệt độ vẫn ở mức thấp từ 25 đến 27 độ và khá mát mẻ. Khu vực thành phố Vũng Tàu trời ít mây, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 71 đến 76%. Khu vực huyện Côn Đảo trời ít mây, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 89%. Không khí lạnh suy yếu nên vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo chuyển tốt dần, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió đông bắc cấp 5, biển động nhẹ, bà con ngư dân hoạt động trong khu vực này cần lưu ý gió mạnh. Tại Vũng Tàu ngày 11 tháng 3 năm 2021, mực nước cao nhất 380 cm xuất hiện lúc 14 giờ 45 phút, thấp nhất 110 cm xuất hiện lúc 8 giờ.